Xin chào mọi người, đã rất lâu rồi mình không lên vlog nên hôm nay mình sẽ edit lại chiếc vlog này cho mọi người cùng xem với mình nhé. Mình đang ở biển và ở kia mọi người có thấy cái diều hình cá heo không? Rất là nhiều diều luôn. Chúng mình sẽ đi bơi. Hôm nay chúng mình đã đi bơi rất là vui. Kiểu mình thấy rất là may tại vì mình đi sớm ngày nên là cái bể bơi trong đấy rất là vắng ấy. Đi bơi xong thì chúng mình tắm rửa và chuẩn bị ra ngoài ăn tối. Thật sự đây là quán bánh cá ngon nhất mà mình từng được ăn luôn. Ngày thứ hai thì mọi người cùng đi Hội An với chúng mình nha. Hội An như kiểu là một ngôi làng cổ tích rất đẹp nên mình đi bộ ngắm mãi không thể chán. Bọn mình ngồi ngắm Hội An từ chiều đến tận tối. Mà càng lúc trời tối thì mình lại càng thấy Hội An đẹp hơn. Ngắm Hội An xong thì chúng mình có ra ăn cơm gà và cao lầu. Kiểu trước đây mình đã được ăn cao lầu rồi nhưng mà mình không thấy ngon ý. Nhưng mà hôm đấy thì mình lại cảm giác cao lầu quán này rất là ngon, rất hợp vị mình luôn. Cơm gà Hội An thì khỏi phải bàn rồi. Trước đây thì mình chỉ biết đến cơm gà của bà Bụi thôi. Nhưng mà quán bà Bụi hôm đấy đông quá nên mình ăn quán này thì cũng thấy rất là ngon luôn. Sang ngày thứ ba thì chúng mình cũng không có đi tour gì đặc biệt nên mình dậy sớm để lên tầng thượng đi bơi. Bây giờ là 7 giờ 15 sáng nhưng mà mình đã thấy khá là nắng rồi. Nên là mình sẽ đi bơi khoảng tầm 15-20 phút thôi. Xong sau đấy thì mình sẽ về để đi ăn sáng nha. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình dậy sớm như thế này để đi bơi. Chuyến du lịch lần này chúng mình không có một chiếc deadline nào, thật sự quá mệt mỏi cả. Mình chỉ đi để tận hưởng thôi. Cho nên sáng hôm nay mình sẽ được bơi thỏa thích. Thì mình sẽ kiểu vội tầm dầu xả để tóc nó mềm ấy. Xong rồi sáng hôm sau nếu mà nó mất nếp ấy, thì mình sẽ lấy cái máy sấy, mình sấy từ trên xuống xong rồi mình kiểu vuốt cái tóc cụp vào bên trong ấy. Bây giờ chúng mình sẽ đi biển đây. Trời, lần đi biển này chắc là lần mình cảm giác mình béo nhất luôn. Kiểu trước đây mình đã giảm cân rất thành công nhưng mà đợt này không hiểu sao mình ăn ít xong rồi tập nhiều thì nó lại rất là mệt nên mình không thể tập được như ngày trước ấy. Bọn mình đang ngồi uống nước ở đây. Đây là cốc nước có dứa, thanh long với ổi, uống rất là ngon luôn. Bán đâu.
chơi ở biển xong thì chúng mình đi ăn bánh xèo nem lụi. Nước nô hội này rất là ngon. Bây giờ chúng mình sẽ trả phòng để đi ra cà phê ngồi đợi đến giờ bay về Hà Nội. Và thế là chuyến đi Đà Nẵng của chúng mình đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những chiếc vlog sau nha. Sư bé.